Rồi, ok, và xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì sẽ bắt đầu làm series về 7 ngày của cái tựa game Vũ Trụ Anh Hùng cho anh em mới chơi, cho anh em new buy. Đấy thì ngày thứ nhất cũng vừa mới qua vào 12 giờ đêm qua thôi anh em ạ. Đấy, 12 giờ đêm qua. Và hiện tại đang là 6 hay 7 giờ sáng gì đấy. Bây giờ thì bắt đầu đăng nhập vào game để mà nhận quà anh em ạ. Và hôm qua thì khi mà chơi gọi là full ngày đấy thì mình cũng đã làm vào đây khoảng tầm đến 150, 150k để mà lên cái VIP 4. Level hiện tại thì đang là level 30 mà kể ra lấy mà cày cuốc chăm chỉ, tại vì mình mất 2 hay 3 tiếng có thể dở một tí nên cũng không cày được 2 cái 3 tiếng đấy. Vì thế là hiện tại mới có level 30 thôi, lấy mà chuẩn thì ra thì ngày nhất phải lên level 35 anh em ạ. 35 hoặc 33. Đấy, tầm đấy thì nó mới là chuẩn nhất. Lực chiến của mình thì hiện tại với 5 cái con tướng, với 5 cái con tướng của cái đội hình thì đã lên được 624.223. Đấy, 624.223. Ở đây thì dàn tướng của mình như sau. Có một cái vị tướng Gra là đã lên 4 sao. Ewok thì nhận ở cái phần quà lạp này. Satama thì nhận ở phần quà lạp này. Naruto chúng ta nhận ở quà chiêu mộ vàng. Còn lại thì cái vị tướng Zen này thì nhận ở cái quay x10 thì phải. Con này tanh rất là trâu. Ở đây thì vẫn còn một cái vị tướng nữa, đó chính là Natsu, nhưng mà nuôi 4 con tướng cam thì hơi khó nuôi một tẹo, nên mình ưu tiên là nuôi 2 tướng tím với lại 3 tướng cam. Ngày thứ nhất thì chúng ta làm cái quần què gì. Ngày thứ nhất thì mình khuyên là anh em nên nạp vào đây cho mình tầm 20k hay là 10k để mà lấy cái quà đạp đầu. Lấy cái quà đạp đầu em nhá. Hoặc là nếu mà anh em là có dư giả thì có thể là nạp lên VIP 4 để mà chúng ta có thể là mở nhiều những cái phần mua thể lực này, mua vàng này để mà chúng ta có thể là dễ dàng lên cấp nhất. Ngày thứ nhất thì mua cho mình full thể lực. Ở đây thì VIP 4 nó sẽ mua cho 14 lần. Mua cho 14 lần anh em nhé. Thì anh em cố gắng là mua cho mình hết toàn bộ thể lực. Vàng ở đây thì VIP 4 nó cũng cho đến khoảng tầm 20 lần. Thì anh em xúc cho mình 10 lần. Vàng ở cái giai đoạn đầu nó khá là hao đấy. Anh em cứ mua cho mình khoảng tầm 10 lần. Kim cương thì anh em đừng động để mà đi quay x10 nhá. Cấm động cái quay kim cương này để mà quay x10. Kim cương này kiếm hơi khó, cũng như là rất là nhiều thứ để chúng ta cần để mua kim cương, nên đừng có rờ vào kim cương. Cố gắng là đi ải cho mình. Đây, cái ải đây. Anh em nói chung là cái tựa game này thì đi ải thì nó sẽ còn dựa vào cấp nữa nhá. Nên cấp hiện tại bao nhiêu thì anh em cố gắng là đi full cho mình cái ải đó, đến khi nào mà nó không cho đi ải nữa thì thôi. Cả ải thường, đấy, cả ải thường nó ải tiếng Anh em cố gắng là đi full cho mình. Cố gắng là cho sao nó full để mà nhận các cái quà ở rương. Đấy, lưu ý cho mình nha, quà ở rương. Tình Anh cũng thế, cố gắng là đi full cho mình. Tiếp theo là các cái hoạt động thì làm hết cái hoạt động cho mình nha. Cái hoạt động này. Đấu trường này, nếu mà anh em cảm thấy là đi được thì anh em mua cho mình thêm cái phần khiêu chiến này để mà kiếm cho mình các cái kim cương khi mà chúng ta lên cái hạng. Còn các cái hoạt động khác thì cố gắng đi full cho mình thôi, rất là đơn giản. Cái hoạt động phiêu lưu hàng hải này thì chúng ta nó còn tùy vào cái lực chiến của anh em, thì những cái lực chiến nào mà nó phù hợp thì nó cho anh em đi qua luôn, chứ không cần phải là đánh nữa. Đấy, nó có phần quét nhanh nữa, rất là nhanh, rất là đơn giản. Cái event ngày thứ nhất, để mà nạp được thì chúng ta nạp, và không thì chúng ta bỏ qua các cái phần nạp ở đây. Rớt đồ em nhá, rớt đồ này. Ở những cái giai đoạn đầu thì nên level, nếu mà anh em đi full ải rồi thì nó sẽ không lên level cao được. Anh em quan tâm đến cái phần trận hình cho mình, cố gắng là đi quét cái trận hình. Đấy, nâng cấp cái trận hình. Một là để tăng lực chiến, hai là để giúp chúng ta rơi ra các cái mình đổi hết bó rồi còn đâu. Đây là ở cái event này này. Đấy, rơi ra các cái đồ để mà đổi vật phẩm, đổi sự kiện. càng nhiều càng tốt. Sau đó thì chúng ta sẽ vào đây và đổi đồ. Đổi đồ thì cố gắng là trong 3 hay là 4 ngày của cái sự kiện phải đổi hết toàn bộ những cái đồ ở đây cho mình. Đặc biệt là lưu ý là nếu mà anh em có một cái muốn có một cái tướng ngon thì anh em đổi cho mình toàn bộ cái mảnh của hồn Gra này sẽ được một cái tướng 4 sao. Cố gắng là đổi cho mình và đi quét ải hết sức có thể. Ở đây thì còn rất là nhiều những cái event khác, cái event tăng cấp này, tăng cấp nhận quà này, đấy, đăng nhập 5 ngày, ở đấy rất là nhiều sự kiện. Tích tiêu, thì hiện tại thì hồn Mon Mon này mình đang có 85 hay 90 mảnh, còn xíu nữa thôi là mình sẽ triệu hồi được cái vị tướng Mon Mon này. Và cái con Mon Mon này có vẻ là bớt rất là ngon anh em ạ, bớt khá là ngon. Tiếp theo là cái sự kiện đặc biệt là anh em phải quan tâm đến cái này cho mình. Nếu mà anh em muốn kiếm được một cái vị tướng, năm sao tím bậc S chẳng hạn, đây là vị tướng này này, hồn Naruto này, thì anh em đi quay đủ cái mốc đấy, quay đủ cái mốc chiêu mộ vàng này cho mình, thì anh em sẽ nhận được các cái mảnh tướng ở đây, các cái phần quà ở đây, và đặc biệt là một cái vị tướng Naruto 5 sao, 5 sao luôn chứ không phải là ít tí nào cả. Đấy, anh em lưu ý cho mình. Đây, chiêu mộ vàng này, nó ở cái phần rút thẻ vàng này, dùng vàng đấy để mà đi quay x10. Chính vì thế là giai đoạn đầu thì chúng ta sẽ dùng hơi hao cái vàng một tí do chúng ta làm cái sự kiện triệu hồi. Ok, đó là cái event. Còn cái nhiệm vụ 7 ngày thì đơn giản thôi, các cái ngày nào thì anh em cho nó full cái ngày đấy, còn không full được thì chúng ta cố gắng để làm cho nó full. Và cái khuyến mại 50% này hôm qua mình ngờ quá này không mua kịp anh em ạ. Mà vì cay chứ, cái này rất là cần thiết để mà up trận hình. Và mình rất là gà này, mình không mua cái này, không kịp mua, không để ý để mà mua, rất là tiếc. Làm full cho mình cái nhiệm vụ 7 ngày đấy đâu. Còn server ở đây thì nó liên quan đến cái việc mà hình như là để VIP 4 thì nó mới cho mua phúc lợi này. Mua cũng không sao cả. Tầm bảo, cái này tầm bảo miễn phí một lần. Hôm qua tầm bảo mất 50 lần, mất 450 kim cương hơi phí. Hôm qua mình dùng cái này là thực sự quần què gì cả. Hình như là các cái mảnh tướng ở cái phần tầm bảo này để mà dùng để mà ghép hay sao anh em ạ. Đây, để mà ghép thì phải, nếu mà mình đoán không nhầm thì dùng để ghép. Nạp lần đầu thì cố gắng là nạp cho mình cái quả là nạp đầu nhận Satama. Và nếu mà nạp tiếp 3 ngày, 2 ngày tiếp theo thì nó sẽ cho mảnh Satama để mà em có thể nâng lên 4 sao. Cái quà VIP thì khi cái tựa game này anh em mới vào cái tựa game này thì nó sẽ cho anh em các cái cho anh em lên VIP 3 luôn. Anh em hãy sử dụng các cái kim cương để mà mua toàn bộ cái phần shop VIP này, mua hết cho mình. Rất là cần thiết luôn, cực kỳ cần thiết đấy, mua hết cho mình nha, đừng để sót một cái nào cả. Còn cái phần quà phúc lợi, đây, cái phần quà phúc lợi nó ở đây. Khi mà lên cái mốc VIP thì nó cho anh em quà. Ok. Ngoài ra thì cố gắng là vào cho mình cái bang nhé, phải vào được cái bang. Ở giai đoạn đầu thì vào sim và bang nó hơi khó một tí, mãi gần tối thì mình mới có thể là vào bang được. Mình vào được bang rồi nhưng mà nó đã đẩy bang, nó lại đẩy ra, mình vào cống hiến hết toàn bộ cái bang, nó rất là khám bựa, cống hiến hết toàn bộ rồi bắt đầu vào đẩy mình ra, hay cố lắm chịu được. Sau đó thì cái phần nhiệm vụ em nha, thì làm hết cho mình cái nhiệm vụ hàng ngày để mà nhận kim cương hoặc là các vật khác, tăng XP, tăng cấp. Các cái nhiệm vụ khác thì làm hết cho mình đấy, làm nhiệm vụ bạn bè nhá, thì anh em phải làm sao mà cho được full cái số lượng bạn bè đi kết bạn hay là nhận lời kết bạn để mà full cái số lượng bạn bè, tặng thể lực, nhận thể lực em nhá, tặng và nhận thể lực thì cho mình. Nhưng mà nó lại giới hạn là ngày thì nó cho nhận 40 thể lực hay là sao đó, thì cố gắng là full thể lực cho mình, cố gắng là full bạn bè cho mình. Ngoài ra thì các cái kíp code những cái ngày đầu hỗ trợ anh em rất là nhiều, cố gắng là nhận cái gift code dùng chung, mình link mình sẽ để ở dưới phần mô tả và các cái gift code event và cái tựa game này nữa, tham gia hết cho mình nhá. Ngày thứ nhất thì nói chung là tất cả các cái tướng thì đã lên cái level 30 rồi. Chính vì thế là anh em làm sao để mà cho tất cả các cái tướng trong đội hình 5 con tướng này, cố gắng là 4 hoặc là full cũng được, cho nó lên cộng 3. Đấy, tầm cộng 3 là hợp lý thôi. Tại vì hiện tại thì cái thể lực nó rất là nhiều, thì anh em có thể là dư sức. Cái phần cộng tướng này không phải là dùng thể lực để mà đi nâng cấp đâu nha, mà là dùng cái... giờ họ gọi là cái tinh lực anh em ạ. Đây, cái độ bền này, thì chúng ta mới có thể là đi nâng cấp các cộng cho tướng được, chứ không phải là dùng thể lực. Đấy mà anh em, mà mình thì mình lần mãi không ra cái shop ở đâu. Đấy mà anh em không lần ra cái shop thì anh em vào cái phần rút thẻ này, sau đó thì vào cái phần thần hồn này. Ở đây thì nó sẽ là nơi mà chứa các cái đồ để mà chúng ta có thể là mua. Lần mãi không ra cái phần shop này ở đâu, cái cú gaming. Đấy, shop của chúng ta đây, cần thì mua cái đó. Nhưng mà mình thấy là mình chẳng cần cái quần què gì luôn đấy, không có một cái gì để chúng ta có thể là mua được. Reset thì cái quyển sách reset này nó lại rất là ít. Mà reset thì mỗi lần chúng ta mất 10 kim cương. Rồi, ok, đó là toàn bộ cái clip ngày thứ nhất. Đấy, lưu ý cần mua gì, làm gì để mà chúng ta có một cái lực chiến ok nhất, có một cái con ác ok nhất cho lưu bài, cho những người mới chơi và mới biết những cái tựa game này. Đó, anh em nếu mà thấy cái clip này có hữu ích thì ấn giúp mình cái nút like và cái nút share video, ấn cho mình cái nút đăng ký kênh và ấn vào cái chuông thông báo để mà không bỏ lỡ bất cứ những cái video nào của mình về cái tựa game Vũ Trụ Anh Hùng và nhiều những cái tựa game khác nữa. Rồi, ok, và hẹn lại anh em vào các clip tiếp theo.